đừng bị kẹt lại là một chàng trai tốt quá đà, đặc biệt là với những cô gái không hề xứng đáng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video. Mình sẽ nói với các bạn làm sao để các bạn có thể dừng cái việc làm trai tốt, làm nice guy lại. Chắc là các bạn cũng nhớ đến câu chuyện về cái thằng Minh và thằng Tuấn mà mình đã kể ở những video trước đúng không? Cho bạn nào chưa biết ấy, thì thằng Minh là cái thằng mà nó không thể tán được gái, dù là nó học hành tốt và điều kiện thì cũng rất là ok. Còn thằng Tuấn ấy, là cái thằng mà luôn luôn có rất là nhiều gái xinh mê như điếu đổ. Mặc dù ấn tượng của nó về mình hồi bé là một thằng khá là xàm và kiểu học dốt. Hôm trước ấy thì có khá bạn hỏi mình rằng là thế vì sao cái thằng Tuấn nó lại hút gái. Thì ngày hôm nay thì mình ngồi ở đây để cho các bạn biết lý do đây. Đầu tiên ấy thì mình lại kể cho các bạn nghe một câu chuyện nữa về thằng Minh. Thằng Minh ấy là một cái thằng suốt 4 năm đại học nó không thể tán nổi một ai. Mặc dù là nó cũng đã cố gắng rồi đấy. Nó thì nó cũng crush một vài bạn, cũng có crush một bạn nữ khác lớp. Và hai người đấy thì thỉnh thoảng chỉ tương tác qua lại với nhau trên mạng xã hội thôi. Xong rồi thế này, có một hôm là giao thừa, thế xong thằng bạn mình nó mới nhắn tin chúc mừng bạn kia. Ấy, thế xong bạn nữ kia thì cũng rep lại lịch sự kiểu chúc mừng năm mới lại ba la ba la. Rồi mọi thứ nó vẫn rất là ok. Cho đến lúc mà bạn kia bạn ấy hỏi lại thằng Minh bạn mình là cậu dạo này thế nào? Ok, rồi lúc này các bạn biết sao không? Cái thằng bạn đần của mình nó đã rep một cái bài dài như là một cái sớ để tỏ tình với bạn gái kia ngay cái nhân dịp đầu năm mới. Với cái nội dung là tớ độc thân, tớ vẫn luôn thích cậu ba la bolo. Bạn gái kia sau cái tin nhắn đấy, bạn ấy chỉ rep lại rằng là thằng em cậu đang cầm điện thoại nghịch đúng không? Trời ơi, má ơi, nó nói nó quê. Kiểu thằng Minh lúc đấy nó kiểu không biết nên cười hay nên khóc nữa. Thế xong nó cũng đành phải nhắn tin lại là đúng rồi, thằng em nó cầm điện thoại tớ nó chôn. Ok các bạn, và cái lời khuyên của mình để các bạn không rơi vào cái trường hợp giống thằng Minh ấy, đó là đừng làm một thằng khốn, cũng đừng làm một thằng trai tốt. Các bạn à, các bạn đừng làm trai tốt, đừng làm một chàng trai nó tốt quá thể đáng ấy. Nhưng mà đương nhiên rồi, cũng đừng làm một chàng trai với tính cách xấu tính, cục cằn hay là gia trưởng. Các bạn cần phải đứng giữa hai cái thái cực đấy. Và đây chính xác là những điều mà thằng Tuấn nó làm. Nó không phải là một cái thằng trai tốt, nó cũng không phải là một cái thằng sẽ cố gắng cư xử thật là tốt với cái mong muốn là tán được cái cô gái mà nó thích. Nhưng mà đương nhiên thì nó cũng không phải là một thằng cư xử quá là tệ, quá là xấu tính. Nó đơn giản chỉ là một người cư xử tốt, ấm áp, nhưng mà nó không đồng tình và không đồng ý với tất cả những gì cô gái kia nói. Nó sẽ nói những cái điều mà bản thân nó thấy không đồng ý, không đồng tình. Nó sẽ từ chối khi mà cần. Và mình nghĩ rằng là tất cả các bạn nam hiện nay ấy thì nên, rất nên học cái điều này. Có rất là nhiều những cái bạn nam mà mình quen khi mà chưa thích mình ấy, thì các bạn ấy có một chút những cái cá tính riêng này, một chút cái sự thú vị. Nhưng mà dần dần khi mà các bạn nam thích cái bạn nữ rồi ấy, thì lúc này các bạn đột nhiên lại đồng tình với tất cả những gì mà cô gái kia nói. Bạn không nghĩ rằng cô gái đấy cũng có lúc sai, và bạn nghĩ rằng là cô gái quá là hoàn hảo. Kể cả khi có những lúc cô gái sai rõ ràng ra, cô gái ấy có thể lợi dụng bạn này, có thể không coi trọng bạn, và ở cái cô gái ấy có thể nhận ra một đống red flag luôn ấy. Nhưng mà sao? Bạn vẫn coi cô gái ấy là công chúa tốt bụng và thánh thiện nhất trên đời. Hoặc thậm chí rằng là bạn biết rằng là ý kiến của cô gái ấy sai ấy, nhưng mà vì là đối tượng bạn thích và bạn muốn tán tỉnh nên là bạn sợ phải phản bác họ. Ok, đúng là bạn không nên xúc phạm hay là chửi bới cô ấy, bởi vì dù sao thì họ cũng là con gái mà. Có những ông con trai ấy, thì hành xử nó rất là thiếu tôn trọng. Kiểu họ sẵn sàng đứng trước mặt con gái để chửi bới và tỏ ra là coi thường phụ nữ ấy. Nhưng mà sao? Nghệ thuật ở đây ấy, chính là bạn cần phải đứng giữa hai cái thái cực đấy. Có thể bây giờ bạn sẽ nói với mình là nhưng mà Thảo ơi, bản chất của mình là trai tốt và mình đối xử như thế với tất cả mọi người. Đó là một điều tốt, bạn là một chàng trai tốt bụng như thế thì rất là tuyệt vời. Và mình công nhận là tốt bụng là một cái đức tính tốt mà khiến cho ai cũng yêu quý luôn á. Nhưng mà cái loại con trai tốt mà mình bảo mọi người cần phải tránh ấy,
chính là cái loại con trai tốt mà tốt với con gái chỉ vì muốn tán được họ. Loại trai tốt mà không muốn phản bác hay là không muốn không đồng tình với bất kỳ những cái ý kiến gì của con gái, chỉ vì muốn tỏ ra rằng là mình là trai tốt và mình sẽ làm mọi thứ cho cô gái đấy. Nhưng mà sự thật ấy thì nó lại không hề thu hút một chút nào. Và theo một cách nào đó nhá, thì cái việc làm nice guy này này, nó cũng như là một cái dạng thao túng tâm lý ấy. Bạn đối xử tốt với một cô gái nhằm mục đích là để cô gái ấy đi chơi với mình, để có thể nắm tay hoặc thậm chí là làm nhiều hơn. Nhưng mà con gái ấy thì không phải là con cún để mà dễ bị lấy lòng. Có thể bạn đã từng xem phim Điệp viên 007, nhân vật nam chính ấy thì không hẳn là một chàng trai tốt. Anh ấy thu hút, anh ấy sexy, anh ấy mlem. Thế nhưng mà anh ấy không phải là trai tốt 100% nhá. Họ sẽ không tốt quá đà với một cô gái chỉ vì cô gái ấy là một cô gái. Và họ sẵn sàng chỉ ra những cái sai của cô gái ấy. Cái này ấy, nói thì dễ hơn là làm, nhưng mà nó sẽ mang lại nhiều những cái lợi ích lâu dài cho mối quan hệ của hai người đấy. Và thực sự ấy, con gái thì rất bị thu hút bởi những chàng trai, cái chính kiến riêng của mình, những người mà có thể mở ra cho họ những cái góc nhìn khác trong cuộc sống. Mình nghĩ rằng là rất nhiều những chàng trai ngoài kia cần phải chuyển đổi từ một chàng trai hiền lành, tốt bụng một cách quá đà sang một chàng trai mà có những cái nét cá tính riêng. Hãy làm một chàng trai ấm áp nhưng mà cũng có những cái giới hạn của bản thân. Đừng bị kẹt lại là một chàng trai tốt quá đà, đặc biệt là với những cô gái không hề xứng đáng. Nhưng mà cũng đừng bị kẹt lại ở một chàng trai thô lỗ, coi thường và căm ghét con gái. Bởi vì mình thấy hiện nay thì cũng có rất là nhiều những bạn nam hay đưa ra những cái bình luận trên mạng kiểu rất là coi thường phụ nữ ấy. Và bạn chỉ cần nhìn một cô gái đúng theo những gì mà cô ấy thể hiện ra. Ví dụ nhá, khi mà cái thằng bạn của bạn nó nói một cái câu gì đấy mà khiến cho bạn giận, bạn phản ứng lại bằng việc là nói thẳng ra là bạn không hề thích như vậy. Nhưng mà với con gái thì đôi khi bạn sẽ cười trừ cho qua, nhưng mà như thế thì là không nên nha. Bạn có thể phản ứng tương tự như cách mà bạn phản ứng với thằng bạn của bạn mà. Ví dụ cô gái cho bạn leo cây trong buổi hẹn thì bạn có thể nói thẳng là bạn không thích cái điều đấy, chứ đừng có mà nói là không sao anh ổn, giống như cái thằng Minh bạn mình. Đồng thời thì bạn hoàn toàn có thể thể hiện cho cô gái ấy những cái tính cách, những cái sở thích của bạn, tương tự như việc bạn thể hiện những cái sở thích của bạn cho những người bạn bè anh em của bạn. Kiểu như tất cả mọi người xung quanh đều biết là bạn thích uống trà sữa, nhưng mà bạn lại không dám thể hiện cái việc bạn thích uống trà sữa với cô ấy. Nói chung là con gái thì không phải là cấp trên của bạn, vì vậy bạn không phải cố gắng để chỉ thể hiện tất cả những cái mặt tốt của mình thôi. Nếu như một chàng trai mà sống không sòng phẳng và hay lợi dụng bạn bè chẳng hạn, thì bạn có muốn tiếp tục làm bạn với họ nữa không? Câu trả lời là không, đúng không? Và tương tự thì bạn hãy đối xử với một cô gái giống như vậy khi mà cô gái ấy có những cái hành động như thế. Thậm chí có nhiều cô gái còn chẳng lịch sự hay là hành xử tốt gì cơ. Bạn cần phải dừng việc tha thứ và yêu quý những cái người mà không coi trọng bạn, và bắt đầu tự trân trọng chính bản thân mình bằng việc là không phải lúc nào cũng tỏ ra là vui vẻ, mặc dù trong lòng bạn thì đang không hề vui một chút nào, với những người ấy không thực sự xứng đáng và cũng không trân trọng những cái lòng tốt của bạn. Mình biết rằng là tất cả chúng ta sinh ra ấy, thì không phải ai cũng hoàn hảo 100%, không phải ai cũng có bố mẹ giàu và cũng không phải ai vừa sinh ra đã đẹp. Nhưng mà mình biết rằng là các bạn nam theo dõi kênh của mình thì cũng đang đều cố gắng để trở nên ưu tú hơn mỗi ngày, cải thiện bản thân mỗi ngày, và mình tin là những cái mối quan hệ của bạn với con gái ấy, nó cũng sẽ cải thiện. Vì vậy đừng quên subscribe kênh mình để chúng ta cùng cố gắng nhá. Cuối cùng thì video ngày hôm nay đến đây là hết nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhá. Và YouTube ấy thì cũng đã mở tính năng donate, các bạn có thể ấn vào nút cảm ơn để có thể donate ủng hộ cho sự phát triển của kênh. Đừng quên là hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.